Xin chào cả nhà. Hôm nay thì bà con đi hái lan rừng, có hái về được một cái lô quế tháng 8 của rừng Con Tum mọi người nha. Cây này thì phải nói là hoa thơm cực kỳ luôn mọi người. Một trong số những cái giống lan rừng hoa thuộc vào cái hàng thơm nhất hiện nay của rừng Việt Nam mình. Và em đã chia sẵn đây ra làm các hình đồng giá với nhau. Mỗi hình giá 100 ngàn, được 4 cây mọi người nha. Đây anh em có thể thấy là em có đánh số thứ tư nè. Đó, và xếp đều các phần ra. Có một số cây thì nó có nụ luôn mọi người. Do cái cây này là quế tháng 8 mà nở thường vào cái dịp tháng 8, tháng 9 á. Rồi, anh em khi mà xem clip, nếu mà muốn sưu tầm cái cây quế tháng 8 của rừng Con Tum này thì có thể là inbox vào TikTok của em nha, tức là nhắn tin vào TikTok cho em, hoặc là xem ở phần hồ sơ, phần tiểu sử của kênh em á, sẽ có mục để anh em liên hệ đặt mua. Đây mọi người, các phần thì rừng về em chia nó đều nhau rồi, nên là anh em thích hình nào cũng được nha. Và giá là chưa bao gồm phí vận chuyển, phí chuyển tầm 30 ngàn do bên đơn vị vận chuyển họ thu riêng. Nếu chưa được một lần trong đời thưởng thức cái cây quế tháng 8 của rừng Con Tum này nở hoa cái mùi hương nó sao thì mọi người nên thử một lần mọi người nha, hoa siêu thơm luôn. Phải nói là một trong số những giống lan rừng thơm nhất hiện nay. Đây, như tầng hình thì đối với loại này thì anh em về trồng vào chậu than, vỏ thông hoặc là ghép gỗ lũa gì đều được. Nói chung là nó dòng lan đơn thân mà, trồng như nghinh xuân cẩm báo rồi vậy thôi. Đây, hình số 1 nè, 1 cây, 2 cây, 3 cây, 4 cây mọi người nha. Để em quay kỹ hơn các cây cho mọi người xem. Anh em thích hình nào cứ báo em nha. Hình số 2 nè, có nụ nè mọi người. Đây có nụ nữa nè. Rồi hình số 2, 100. Hình số 3 đây, cũng 100 mọi người. Cây này nụ nhưng mà bị cái con côn trùng hay con gì nó gặm rồi. Đây có nụ nè. Đây. Đây cũng có nụ nè. Rồi hình số 3 100. Hình số 4 mọi người. Nụ nè. Đấy. Nụ nè. Quá trời nụ luôn mọi người. Rồi hình số 4 100 hả? Theo là sang hình số 5. 5 đây. 1 2 3 đây, cây này nụ nè. Cây này cũng đang nụ nè. Rồi hình số 5 100 nhé. Hình số 6. Đây, nụ nè mọi người. Đấy. Nụ nè. Đấy. Rồi hình 6 cũng 4 cây. Hình số 7. Số 7 đây, 7 có mấy cây lá xếp nhưng mà em thấy hiện tại nó chưa nhú nụ, chắc về một thời gian nữa mới nhú mọi người. Đây, hình số 7 khá đẹp ha, 100. Và cuối cùng là hình số 8. Số 8 đó mọi người. Đấy, cây này nhìn xếp đã chưa? Đấy, đây, này cũng siêu phẩm xếp này. Đó, xếp. Cây này thì dề bự, dề hai thân. Có một thân đang nhú nụ mọi người. Rồi hình số 8 này. 100 ngàn. Rồi, anh em sưu tầm nhớ inbox vào TikTok của em hoặc là xem ở phần hồ sơ, phần tiểu sử của kênh em nhé. Sẽ có mục để anh em liên hệ đặt mua. Giá chỉ 100 ngàn mỗi hình, phí ship 30 ngàn nhé. Mọi người mua thì em sẽ đóng gói gửi qua đường bưu điện, anh em thanh toán tiền lan với tiền ship cho bưu tá lúc nhận hàng là được, được kiểm tra hàng trước khi nhận mọi người nha. Đây, đang đóng gói hàng để gửi đi cho anh em đặt hôm qua nhé. Xin chào mọi người.